Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ quyết tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào hôm 23 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có bài phát biểu quan trọng tại Thư viện Quốc gia Richard Nixon ở thành phố Yuba Linda, nơi sinh của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon tại bang California. Bài phát biểu có tựa đề Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc và tương lai của thế giới tự do, nhằm truyền đi một thông điệp quan trọng đến người dân Mỹ là Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với nền kinh tế tự do của Hoa Kỳ và tương lai của thế giới tự do. Bài phát biểu toàn văn của Ngoại trưởng Mỹ là bài thứ tư trong một loạt các bài phát biểu về Trung Quốc mà Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Chris Wade và Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã thực hiện trước đó. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Thư viện Nixon, Yuba Linda, bang California, Mỹ vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Mỗi bài phát biểu giải thích các khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc. Cố vấn O'Brien đã nói về ý thức hệ. Giám đốc FBI Wade đã nói về gián điệp. Bộ trưởng Tư pháp Barr nói về kinh tế. Còn Ngoại trưởng Pompeo tổng kết lại về mối đe dọa từ Trung Quốc đối với nền kinh tế, với sự tự do và với tương lai của các nền dân chủ trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu của mình, trước hết, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đề cập đến lịch sử và việc thiết lập quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đánh dấu bằng sứ mệnh bí mật của tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc vào năm 1971 và sau đó là chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nixon vào năm 1972. Và quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được gây dựng vào những năm 1970 của thế kỷ trước trên cơ sở mong muốn hai bên cùng có lợi. Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Nixon từng hy vọng khi Trung Quốc trở nên thịnh vượng hơn, họ sẽ mở cửa, sẽ trở nên tự do hơn ở trong nước và thực sự trở nên ít đe dọa hơn đối với bên ngoài, họ sẽ trở nên thân thiện hơn. Ông Nixon gọi đó là tạo ra sự thay đổi từ bên trong của Trung Quốc. Nhưng thực tế đã không diễn ra như những gì Nixon mong đợi từ quốc gia châu Á này. Đây là hình ảnh Tổng thống Richard Nixon thăm Trung Quốc vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Ngoại trưởng Pompeo cũng nhận định, kiểu tương tác mà chúng ta đang theo đuổi đã không mang lại sự thay đổi bên trong của Trung Quốc mà Tổng thống Nixon từng hy vọng tạo ra. Sự thật là các chính sách của chúng ta và của các quốc gia tự do khác đã hồi sinh nền kinh tế thất bại của Trung Quốc, chỉ để chứng kiến Bắc Kinh quay lại cắn những bàn tay quốc tế đang nuôi dưỡng họ. Và chúng ta mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền vào các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc hội họp phụ huynh học sinh của chúng ta. Và chúng ta đã gạt ra rìa bạn bè của mình ở Đài Loan, nơi sau đó đã bung nở trở thành một nền dân chủ mạnh mẽ. Và chúng ta đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ này ưu đãi kinh tế đặc biệt, chỉ để chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khăng khít bắt phải im lặng trước các vi phạm nhân quyền của họ để đổi lấy việc các công ty phương Tây được vào Trung Quốc. Và Ngoại trưởng Mỹ đã dẫn lại những ví dụ mà Đại sứ O'Brien đã đề cập trước đó, như các hãng hàng không như Marriott, American Airlines, Delta, United Airlines đã đều phải xóa tên Đài Loan khỏi trang web để tránh làm phật lòng Bắc Kinh hay Hollywood. Và bản thân cái trung tâm tự do sáng tạo của Hoa Kỳ về phim ảnh, điện ảnh đã phải tự kiểm duyệt thậm chí những nội dung chỉ hơi động chạm tiêu cực đến Trung Quốc. Ông Pompeo nhấn mạnh, thay vì một tương lai hứa hẹn tươi sáng về sự hòa hiếu và hợp tác, khi tương tác với Trung Quốc mà phương Tây từng mong đợi thì giờ đây tất cả chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang và chứng kiến số lượng tử vong vì đại dịch gia tăng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không giữ lời với thế giới. Và không chỉ dừng lại ở đó, với Mỹ, Trung Quốc lạm dụng thương mại gây thiệt hại việc làm của người Mỹ. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nhắc lại nhận định của Tổng trưởng lý Barr rằng tham vọng cuối cùng của những người cầm quyền Trung Quốc không phải là giao thương với Hoa Kỳ, mà là ăn cướp của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hawaii vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. Cụ thể, Trung Quốc đã trộm cắp tài sản trí tuệ và cái bí mật thương mại, làm mất đi hàng triệu việc làm của người Mỹ, hút các chuỗi cung ứng khỏi Mỹ, đồng thời khiến các tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế. Và nỗi sợ của Nixon về một con quái vật Frankenstein khi mở cửa thế giới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đã trở thành sự thật. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ đã lật tẩy cái mà Trung Quốc gọi là sự trỗi dậy hòa bình và khẳng định bất kể lý do gì,
Trung Quốc ngày nay ngày càng độc đoán ở trong nước và hung hăng hơn trong sự thù địch với tự do ở khắp nơi. Ngoại trưởng Mỹ đã đi đến một khẳng định rằng chúng ta phải thừa nhận một sự thật phũ phàng sẽ dẫn dắt chúng ta trong những năm tháng và thập niên tới rằng nếu chúng ta muốn có một thế kỷ 21 tự do, không phải thế kỷ Trung Quốc mà Tập Cận Bình mơ ước, thì mô thức cũ về sự tương tác mù quáng với Trung Quốc không thể mang đến kết quả. Và chúng ta không được tiếp tục và chúng ta không được quay lại. Và Tổng thống Trump cũng đã nói đủ rồi, đối thoại không phải là biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Ông Pompeo đã dẫn chứng điều này bằng cuộc gặp gỡ giữa ông và quan chức cấp cao của Trung Quốc là Dương Khiết Trì. Ông đã miêu tả như sau, cũng chỉ một câu chuyện cũ rích đó, nhiều lời, nhưng không có đề nghị thay đổi bất kỳ hành vi nào đúng nghĩa. Những lời hứa của Dương giống như rất nhiều lời hứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra trước đó đều sáo rỗng. Nhân nhượng không còn là sự lựa chọn giải quyết vấn đề với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian tới. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev bắt tay nhau khi ký hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung INF vào ngày 8 tháng 12 năm 1987. Hơn ai hết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghi nhớ rằng chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Marx Lenin. Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một tín đồ đích thực của một ý thức hệ toàn trị phá sản. Và ý thức hệ này tác động đến nỗi khao khát nung nấu hàng thập niên của ông ta đối với quyền bá chủ toàn cầu của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Nước Mỹ không còn là có thể bỏ qua những khác biệt chính trị và ý thức hệ cơ bản giữa hai nước, giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ bỏ qua chúng. Và bằng những kinh nghiệm trong những cơ quan đầu não của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định, cách duy nhất để có thể thực sự thay đổi Trung Quốc Cộng sản là hành động không dựa trên những gì mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói mà dựa trên cách họ hành xử. Nếu Tổng thống Ronald Reagan đã giao thiệp với Liên Xô trên cơ sở tin tưởng nhưng phải xác minh, thì với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Mỹ vừa phải ngờ vực vừa phải xác minh. Nước Mỹ sẽ bắt đầu bằng cách thay đổi cách người dân và các đối tác nhìn nhận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để làm được điều này, đơn giản, chỉ cần nói lên sự thật. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lấy ví dụ bằng việc gọi đúng bản chất của Huawei là một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự, thay vì là một công ty viễn thông vô tội chỉ xuất hiện để giúp bạn trò chuyện với bạn bè của mình. Tiếp đó, Ngoại trưởng Mỹ đã liệt kê một loạt các hành động mà chính quyền Trump đã thúc đẩy thời gian qua để đối phó với các đe dọa mang tên Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhân viên FedEx đi chuyển các thùng đồ từ bên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ra xe vào hôm 23 tháng 7, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này trong vòng 72 giờ. Cụ thể, Bộ Tài chính và Thương mại Mỹ đã xử phạt và đưa vào danh sách đen các nhà lãnh đạo của tổ chức Trung Quốc đang làm hại và vi phạm các quyền cơ bản nhất của con người trên toàn thế giới. Bộ Tư pháp và các cơ quan khác của Hoa Kỳ đã mạnh mẽ theo đuổi việc trừng phạt những tội phạm tình báo len lỏi vào tầng lớp sinh viên và người lao động tại Mỹ. Và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường nỗ lực triển khai các chiến dịch tự do hàng hải khắp biển Hoa Đông và Biển Đông và cả ở eo biển Đài Loan. Một lực lượng không gian đã được thành lập để ngăn chặn tham vọng chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển quan trọng đó. Và Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng một bộ chính sách mới để đối phó với Trung Quốc nhằm thúc đẩy các mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự công bằng và có đi có lại và sửa chữa sự mất cân bằng phát triển qua nhiều thập niên. Hành động cụ thể mới nhất của Mỹ là việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vì đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ. Và trước đó, tuyên bố của Mỹ về các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đã kêu gọi Trung Quốc thích ứng các năng lực hạt nhân của họ với thực tế chiến lược của thời đại mới. Và một biện pháp khác trong lĩnh vực ngoại giao đã được Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy là ngoại giao trực tiếp, tức là tương tác và làm cho người dân Trung Quốc, một dân tộc năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở nên mạnh mẽ hơn. Và kết thúc bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lan truyền một niềm tin chiến thắng, sự chiến thắng của thế giới tự do, của sự thượng tôn pháp luật. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc gặp tại thủ đô London vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 vừa qua để thảo luận về những hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông và khu tự trị Tân Cương. Đại diện ngoại giao của nước Mỹ đã kêu gọi mọi nhà hoạt động lãnh đạo của mọi quốc gia hãy bắt đầu bằng cách làm những gì Mỹ đã làm, chỉ đơn giản là khăng khăng đòi có đi có lại, khăng khăng đòi minh bạch và trách nhiệm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông khẳng định, chúng ta không thể đối mặt với thử thách này một mình. Liên Hợp Quốc, NATO và các nước G7, G20
sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự kết hợp của chúng ta chắc chắn đủ để đối phó với thách thức này nếu chúng ta xử lý rõ ràng và với dũng khí lớn. Và có lẽ đã đến lúc hình thành một tập hợp mới của các quốc gia có cùng chí hướng, một liên minh mới của các nền dân chủ. Chúng ta có các công cụ. Tôi biết chúng ta có thể làm được điều đó. Bây giờ chúng ta cần ý chí. Và bảo vệ các quyền tự do của chúng ta trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là sứ mệnh của thời đại chúng ta và nước Mỹ ở vị trí hoàn hảo để lãnh đạo nó, bởi vì các nguyên tắc sáng lập của chúng ta mang lại cho chúng ta cơ hội đó. Và phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định vai trò lãnh đạo thế giới của siêu cường quốc tế trong việc đảm bảo các quyền nhất định của con người mà không ai có thể xâm phạm được cho mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả những người bên trong Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ quyết tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.